Mà nó ăn con gà giật giật một. Sao có con bự? Cho nó giật lại. Đây là câu cá bằng con gà nè nghe. Đi ngoài mà nghe được hả? Coi chậm chậm nó chứ này coi lại ai coi. Trời cá gì đó hả? À, mặn cái đồ là quá trời. Cái này giờ dưỡng sáu câu cá cực kỳ luôn thôi nè. Cẩn thận ơi. Cẩn thận ơi. Cẩn thận ơi. Đuổi thôi. Đuổi thôi. Vậy thôi thả lại. Câu chơi. Đủ chưa? Đập cho nó. Đập cho nó bay bên bờ được. Đủ chưa? Câu đi, gần nào con bự bự bác con nhỏ thả xuống. Ừ. Câu chơi mà. Câu cá có từ câu mà. Đuổi đây nó đây mà nè. Trời ơi, trời ơi. 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 Trời cái người này câu nè tao câu nãy giờ một đống á vậy cộng luôn đi có con muối con nước ừ nước câu cá không cần cần câu nè ngộ mà nghe không câu nè băng câu câu nói nhỏ quá dài như tao đập ơi quay trực tiếp luôn hả? Cái này có mạng đâu mà quay trực tiếp. Con bự đừng cho nó chết. Giá nào bắt tao. Ồ, út mà nhân gì nhớ buộc nha. Ủa gì bả thế này nhỉ? Sao à? Chưa úp mắt con cá. Trời ơi. Ông cũng làm cái gì mà ổng chở xuống. Ôi con gà của ổng hay người kia mẹ da hết trơn rồi.